Thông tin nam thần Dương Dương phải nhập viện phẫu thuật khiến người hâm mộ của anh vô cùng lo lắng. Mặc dù phẫu thuật đã kết thúc, song sức khỏe của nam diễn viên vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Mới đây, thông tin Dương Dương phải nhập viện phẫu thuật đang thu hút sự quan tâm của dư luận giới chung. Trong loạt hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy nam diễn viên đi lại khó khăn phải dùng đến sự hỗ trợ từ nàng. Người đại diện của Dương Dương là giả sĩ Khải luôn luôn bên cạnh hỗ trợ anh hoàn thành các thủ tục nhập viện. Theo nguồn tin từ Sohu, lần nhập viện này của nam diễn viên có thể do vết thương cũ từ nhiều năm trước tái phát. Ngoài ra, sức khỏe của Dương Dương cũng bị ảnh hưởng không ít do lịch trình làm việc bận rộn. Tìm hiểu từ một số nguồn tin khác, trong quá trình quay phim Đặc chiến Vinh Diệu 2018, Dương Dương nhiều lần bị chấn thương, nam diễn viên bị đạo cụ quẹt ngang mặt gần mắt, để lại sẹo, lần nặng nhất là dây thép xuyên vào chân. Anh còn gặp nhiều vấn đề xương khớp vì phải thực hiện các cảnh hành động đu dây. Trước thông tin trên, người hâm mộ của nam diễn viên Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên vô cùng lo lắng. Theo Sina, sau lần nhập viện này, có thể Dương Dương sẽ buộc phải tạm dừng các hoạt động để giữ sức khỏe. Trên trang cá nhân của nam thần, khán giả cũng để lại nhiều bình luận chúc nam diễn viên mau chóng bình phục. Dương Dương sinh năm 1991, hoạt động với vai trò diễn viên từ năm 2008 với vai diễn Giả Bảo Ngọc trong Tân Hồng Lâu Mộng. Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, thế nhưng Dương Dương luôn thể hiện bản thân là một diễn viên kinh nghiệm. Anh chàng luôn tận tâm với những vai diễn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người trong ngành. Đáng tiếc diễn xuất của Dương Dương trong vài năm trở lại đây lại có dấu hiệu đi xuống khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Dù có lượng fan đông đảo, tên tuổi nằm trong nhóm đỉnh lưu vẫn không thể cứu vãn được năng lượng diễn xuất khá tệ của Dương Dương. Trên thực tế, trong suốt hành trình sự nghiệp, Dương Dương cũng nhiều lần tự tìm cách làm mới mình. Anh sẵn sàng lấn sân cả màn ảnh lớn nhỏ với nhiều thể loại phim đa dạng. Tuy nhiên, để có thể tạo hiệu ứng tốt cho mỗi vai diễn và thay thế hình tượng nam thần trường học điển trai, lạnh lùng, từng gắn liền với danh tiếng của mình, Dương Dương vẫn phải nỗ lực, trau dồi rất nhiều. Như Sina nhận định, showbiz hoa ngữ luôn xuất hiện những tên tuổi mới mỗi ngày. Để trụ vững và không bị đào thải, diễn viên phải tự củng cố thực lực, thông minh trong cách chọn kịch bản, việc đóng khung trong vùng an toàn hay cố gắng nhận những vai diễn không phù hợp đều khiến nghệ sĩ tự đánh mất thiện cảm của công chúng với hình ảnh mình cố gắng xây dựng. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, chàng Mỹ Nam từng hợp tác diễn xuất với rất nhiều mỹ nhân đỉnh đám như Trịnh Giảng, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Nhất Đồng, Triệu Lộ Tư. Gần đây nhất, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Dương Dương sắp hợp tác diễn xuất cùng một mỹ nhân 9X khác. Cụ thể, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết dự án cổ trang Nguyệt Đô Hoa Lạc của Tencent sắp được khai máy. Phía nhà sản xuất đã nhắm đến Dương Dương cho vai nam chính của bộ phim này. Trong khi đó, nữ chính đang được chọn là Tiểu Hoa Lứa 95 Điển Hy Vi. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Mặc dù được đánh giá là đẹp đôi nếu đóng cặp cùng nhau, song khán giả vẫn bày tỏ sự lo lắng về khả năng diễn xuất của hai ngôi sao này, nhất là Dương Dương. Thời gian qua, anh chàng thường bị chê là có phần gồng thái quá khi đóng cả cổ trang lẫn hiện đại. Thông tin về dự án cổ trang Nguyệt Đô Hoa Lạc hiện vẫn chưa được đưa ra chính thức. Phía Dương Dương và Điển Hy Vi cũng chưa có động thái gì về bộ phim này. Công chúng hy vọng cặp đôi sẽ nhận lời diễn chính trong Nguyệt Đô Hoa Lạc thời gian tới. Tuy nhiên, việc Dương Dương bị chấn thương và cần phải có thời gian nghỉ dưỡng nên dự án phim Nguyệt Đô Hoa Lạc có thể bị hoãn lại.